Khi tôi đi học ở trường quý tộc, hôm nay lớp chúng ta chuyển đến một bạn học mới, các em vỗ tay chào đón mãi nào. Đã được tuyển vô hả? Chắc là đút tiền đó. Hình như mấy bạn ở đây rất lạnh lùng. Đây là đồng phục của em có thể về nhà tự chỉnh sửa. Trời, sao đồng phục ở đây đẹp vậy trời? Mình có phải là đang nằm mơ không? Còn đây là chiếc Audi mà trường cung cấp cho em. Trường cung cấp cả xe. Này xài kiểu gì vậy cô? Cô gái này có chút thú vị. Thì trường của chúng ta nằm trên 100 mẫu đất, tương đương với 100 cái sân vận động. Nếu như không lấy Audi thì cô sợ em sẽ đến trễ. Vượt xa khỏi trí tưởng tượng của mình rồi. Mình có phải quê quá không vậy? Còn đây là máy tính dành riêng cho em. Cái cô này là giáo viên dạy một mọc của em. Có gì không hiểu cứ hỏi cổ. Cái này là tặng em á hả? Trời ơi, hơi to rồi. Đúng vậy, em mau về chỗ đi. Chào mọi người, mình là Ý Chi. Chào em, anh tên là Lê Minh Hồ. Mấy đứa này sao chảnh dữ vậy trời. Chắc sau này khó sống rồi đây. Khi tôi đi học ở trường Quistock phần 2. Thiếu gia, đây là cặp của cậu. O, M, G. Đi học mà còn có cả vị sĩ nữa. Hai, chúng mình học cùng lớp nè, cậu có nhớ mình không? Ai đây? À, mình nhớ rồi. Là con nhỏ quê mùa. Đúng là mắc dạy. Mày hỏi con nhỏ quê mùa đó thử, sao nó vô được cái lớp này vậy? Mày tôn trọng người ta chút đi chứ cái thằng này. Tôn trọng? Dùng tiền để vào đây mà cần phải được tôn trọng nữa hả? Trường quý tộc của chúng ta không cần những người như nó. Nhìn là biết học dốt rồi, ai mà tôn trọng nó chứ? Hello class. O, M, G. Dùng tiếng Anh giảng bài, sao mà mình hiểu đây? Ê, cậu không hiểu hả? Today we will. Em nghe không hiểu hả? Dạ. Vậy thì chúng ta giảm chậm tiến độ lại nha. Một câu tiếng Anh, một câu tiếng Việt. Không được, em không đồng ý. Vì có một mình nó mà ảnh hưởng đến cả lớp. Em cũng không phải muốn nhắm vào nó đâu. Đã có cách hay để xem rồi. Chỉ vì một mình mày mà lãng phí thời gian của mọi người. Một mình mày nghe không hiểu thì tự tìm cách hiểu đi. Khi tôi đi học ở trường Quistock phần 3. Chi à, cô là giáo viên dạy một mộc của em. Hôm nay em phải bắt đầu chọn môn học rồi. Chọn môn gì cô? Không phải là toán lý hóa hả? Học phí cả ngàn tỷ một học kỳ, làm sao chị học mấy môn đó được em? Để cô giới thiệu với em, đây là trường đua ngựa của trường mình. Bình thường các em sẽ học đua ngựa ở đây. O, M, G. Lần đầu nhìn thấy con ngựa luôn á. Đây là sân gôn. Ở đây có nhiều trò chơi vậy trời. Còn đây là chỗ học leo núi. Mình cá lúa quá không vậy? Trường của mình chú trọng vào phát triển toàn diện nên sẽ không có áp lực về điểm số. O, M, G. Đây là ngôi trường mơ ước của mình rồi. Cũng có các môn như lái máy bay, lái du thuyền, khảo cổ học, chế tạo kim cương. Đây là những môn mà các trường khác không có. Em chọn môn nào thì điền vào đây đi. Dạ. Em điền xong rồi. Nghề nghiệp phụ huynh. Công nhân. Công nhân? Vậy tại sao mọi người đều nói em đút tiền để vào đây học? Dạ không phải. Do ba em có cứu tính mạng của một cái cô, mà cái cô đó vì muốn báo đáp nhà em nên đã cho em vào đây học. Hóa ra trường này cũng có con của công nhân đi học. Thú vị đó. Chắc là nó đi nói với mọi người rồi. Khi tôi đi học ở trường Wistock phần 4. Hóa ra trường này cũng có con của công nhân đi học. Thú vị đó. Chắc là nó đi nói với mọi người rồi. Sau này cậu đừng nói với ai ba mẹ của cậu là công nhân nha. Công nhân thì... Ê, nhỏ đó tới rồi kìa. Ba mẹ của con nhỏ đó là công nhân đó mày. Vậy mà cũng đi học ở trường Wistock. Có những thứ có thể thay đổi được, nhưng mà tâm địa xấu xa thì không thể thay đổi được. Công nhân thì tao nói công nhân thôi. Cái gì ghê vậy? Cả trường đều đồng âm lên hết rồi, vậy mà còn dám đi học nữa. Công nhân thì sao chứ? Tao ghét nhất là mấy đứa nó xấu xa lên người khác như tụi bay. Nói thẳng luôn, tao cũng không phải là thích mày, nhưng mà mày là người của lớp tụi tao. Không đánh lực lớp khác xía vô. Đúng vậy. Trước đây tao cứ tưởng là tụi bay rất ghét tao. Tao không thích mấy đứa đút tiền vào đây, nhưng mà mày không phải thì thôi. Nhưng mà tao cũng không phải là thích mày đâu nha. Vậy bây giờ chúng ta là bạn rồi đúng không? Bạn? Mình lại nói sai nữa trời. Khi tôi đi học ở trường Wistock phần 5. Hôm nay cũng mặc đồng phục đi học nữa. Mày có thấy xấu hả? Đẹp mà. Giá cái tỷ bạc lận. Nhưng mà trường chỉ phát có một bộ, không có đồ thay. Cô ấy thật là ngốc nghếch. Quê mùa. Nè, hôm nay không cần mặc đồng phục. Cậu chỉ cần mặc đồ mà cậu thích là được rồi. Hàng gì hôm nay tụi bay mặc đồ đẹp vậy? Nhưng mà chắc là toàn đồ hiệu không nhỉ? Thật ra tụi tao cũng không có mặc đồ hiệu. Thật hả?
Vậy tụi bay cũng mặc đồ chợ giống tao hả? Không phải, đồ mà tụi tao mặc đều là đồ của nhà thiết kế của nhà chúng tao tự thiết kế. Như vậy mới không đụng hàng. OMG. Thôi đừng nói cái này nữa, lát nữa tao mời tụi bay đi xem phim. Được đó, ở gần đây có rạp chiếu phim nè. Không cần, nhà con Lê Minh Hồ có cái phim trường. Đến phim trường ca diễn viên, chỉ là một lần cho tụi mình xem là được rồi. Cái gì vậy? Đồng phục, không phải mày nói không có đồng phục mặc hả? Tặng mày đó. Khi tôi đi học ở trường Wistock, phần 6. Các em, hôm nay là ngày các em chấm điểm cho giáo viên. Hồi trước ở trường tao thì chấm cho giáo viên phun điểm hết. Không có như cầu nghĩ đâu, ở đây ảnh hưởng đến công việc của giáo viên đó. Trường gì mà làm gắt gì vậy trời. Chào các em, học kỳ tới cô sẽ nỗ lực hơn nữa. Các em chấm điểm có tâm xíu nha. Và cô cũng đáng rồi. Chào các em, cô rất vinh hạnh được các em chấm điểm. Cô này giảng bài làm ảnh hưởng đến tiến độ của người khác. Đúng gì? Đó, chỉ mình làm chậm tiến độ á trời. Có kết quả rồi, giáo viên về 1-1, 7 điểm. Các em góp ý rằng cô không bị đối xử giữa hoàn cảnh của các em học sinh. Lần sau cô chú ý nha. Dạ hiệu trưởng. Giáo viên chủ nhiệm 4 điểm, cô đã bị sa thải. Bởi vì cô đã vì một học sinh mà làm chậm tiến độ của cả lớp. Em không đồng ý. Không thể lấy điểm học sinh chấm cho giáo viên làm tiêu chuẩn được. Nhưng mà chủ tịch trường Lâm Siêu có ý kiến. Bởi vì giáo viên chủ nhiệm quan tâm đến tiến độ của từng học sinh nên được cộng thêm 3 điểm nữa là 7 điểm. Sao nó lại là chủ tịch? Nó không chỉ là rít kích bình thường. Bởi vì nhà nó là cổ đông của trường này, còn quy rất nhiều công trình vào đây nữa. OMG. Có giàu quá không vậy? Khi tôi đi học ở trường Wistock phần 7. Các em, hôm nay chúng ta sẽ bầu chọn ban cán sự lớp với tiền lương lên tới hàng tỷ đồng. Đã phải chơi. Mình quản lý cái tiệm tạp hóa nhà mình có không tệ. Mình sẽ ứng tuyển chức lớp trưởng. Em ứng tuyển chức lớp trưởng. Nhà em là cổ đông của trường này, sau này sẽ đầu tư nhiều hơn vào lớp này. Em cũng dày dặn kinh nghiệm quản lý khi làm CEO của nhiều công ty ở hàng đầu thế giới. Mình hát karaoke đều được 100 điểm. Hay là ứng tuyển lớp phó văn thể mỹ vậy? Em ứng tuyển lớp phó văn thể mỹ. Em đã đạt được quán quân khi vũ toàn quốc và có kinh nghiệm diễn xuất từ nhỏ. Em tin rằng với kinh nghiệm của mình sẽ dẫn dắt đội văn nghệ của lớp lên tầm cao mới. Mình học tập không tệ. Hay là ứng tuyển lớp phó học tập vậy? Em ứng tuyển lớp phó học tập. Em biết 15 thứ tiếng và có kinh nghiệm chinh chiến trên đấu trường quốc tế. Nhà tụi bé không có thiếu tiền, tại sao phải dành làm mấy này chứ? Bởi vì tụi tao phải kế thừa gia tộc nên phải có kinh nghiệm quản lý. Sao cậu không ứng tuyển vậy? Vì cái gì tao cũng không tốt hết. Không phải đâu, ai cũng có ưu điểm hết. Tao ghét nhất mấy đứa chị hết người đã bỏ cuộc. Mình ứng tuyển làm lớp trưởng. Mình sẽ làm cho các bạn học ở lớp chúng ta tự tin nói rằng mình học giỏi hơn cả lớp trưởng. Được, tớ nhường chức lớp trưởng cho cậu đó. OMG. Khi tôi đi học ở trường Wistock phần 8. Các em, có kết quả thi rồi. Bạn nào đứng nhất sẽ được thưởng một chiếc xe mô tô. Tất nhiên là không tính được mình rồi. Mình học giống như con bò mà. Hay hồ cái gì vậy? Mày thích cái xe đó thì mua là được rồi. Ai mà cần cái xe đó chứ? Ba tôi nói rồi, tao mà được hạng nhất sẽ tặng tao một chiếc xe hơi. OMG. Có cần phải khoe vậy không chứ hả? Anna, 9 điểm, đứng thứ 3. Vậy là còn có cơ hội rồi. Mày cũng muốn giành hạng nhất hả? Tao mà đứng hạng nhất thì mẹ tao sẽ tặng cho tao một căn biệt thự. Vậy thì có thể chuyển ra ngoài ở rồi. OMG. Mẫu 2. Lâm Siêu 10 điểm, đứng hạng nhất. Ê, mày đứng nhất rồi. Ba mẹ mày sẽ tưởng như mày gì? Tặng tôi một cục tiền để tôi ra ngồi đường lấy kinh nghiệm. Hả? Ý là để cho nó đi khởi nghiệp á? Cái gì mà mày ngớ luôn vậy? Còn mày, nếu mày thi tốt thì ba mẹ mày tặng mày gì? Ý chi? 5 điểm, tất nhiên là đội sổ rồi. À, tặng tôi một cái gọc, sau đó tặng tôi một cây roi để đi giữ bò á. Khi tôi đi học ở trường Wistock phần 9. Mắc ẻ quá đi trời ơi. Tới cái trường này lâu rồi mà không có biết cái phòng vệ sinh ở đâu hết. Vậy chúng ta qua bài mới nha. Cô ơi, em muốn đi vệ sinh. Em muốn đi vệ sinh hả? Để cô đi chung với em. Hả? À không, vì lần đầu tiên đi vệ sinh ở trường Wistock thì sẽ có chút bỡ ngỡ. Đúng là quê mùa. Ở cái trường Wistock này á thì mỗi học sinh sẽ có một cái phòng vệ sinh riêng. OMG. Tới rồi nè. Quản lý, đây là học sinh mới tới. Em hướng dẫn em ấy đăng ký hội viên nha. Chào tiểu thư, đây là lần đầu tiên tiểu thư đăng ký hội viên ở đây. Mong tiểu thư cung cấp một số thông tin. Dạ, tiểu thư muốn cung cấp thiết bị điện tử nào trong phòng vệ sinh ạ? À? iPhone hay là iPad? iPhone, giờ rẻ được chưa? À, vẫn chưa được đâu ạ. À. Tiểu thư muốn xài bồn cầu, kiểu Việt, kiểu Trung hay là kiểu Pháp? Khác nhau chỗ nào vậy? À, ý là kiểu ngồi xổm hay là thả hay giò xuống hay là cắt hay giò lên à? Vậy thì chọn cái loại cắt hay chăng lên đi. Xài vòi xịt hay là xài giấy à? Giấy kèm cả vòi xịt. Đường kính bồn cầu 23cm hay là 25 ạ? 25cm. Nước rửa tít. Cần 25 độ hay là 37 độ ạ? 37 độ. Trong lúc ẻ có cần phục vụ thức ăn không ạ? Không cần, em chỉ muốn để ẻ về cho em vô trong đó được chưa? Xin tiểu thư phối hợp với tôi để đăng ký hội viên cho nhanh. Tiểu thư muốn nó có mùi gì ạ? Mai, móc.
Khi tôi đi học ở trường Quý tộc phòng 10, hôm nay chúng ta sẽ chọn bạn nhận tiền trợ cấp. Trường Quý tộc mà cũng có tiền trợ cấp nữa hả? Quê mùa, trường Quý tộc không chỉ có tiền trợ cấp mà còn có tiêu chuẩn rất cao nữa, lên tới hàng tỷ đồng. Nhưng mà chỉ cấp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thôi. Vậy như thế nào mới được xem là học sinh có hoàn cảnh khó khăn? Tiền tiêu vặt mỗi tháng dưới 100 triệu. Vậy là cái tiền trợ cấp này mình nhận chắc rồi. Nhưng mà có thể học ở cái trường này thì không có ai tiền tiêu vặt mỗi tháng dưới 100 triệu đâu nhỉ? 1 tỷ mà mày cũng cần nữa hả? Tao không cần. Như vậy người khác sẽ nghĩ tao rất nghèo, mất mặt chết đi được. Chút tiền này còn bằng tiền lời mỗi ngày của công ty tao nữa. Tao cũng không cần. Vậy nếu như mình xin tiền trợ cấp thì bọn nó có xem thường mình không nhỉ? Có ai tự ứng cử không nè? Nếu không có ai thì cô quyên ở quỹ lớp như lúc trước nhé. Bốc thăm đi cô. Được, vậy thì các em tự viết tên mình lên giấy rồi mình bốc thăm nha. Người nhận được tiền trợ cấp lần này là chị. Yeah, mình may mắn quá. Tiền này mình cũng cần, thôi viết tên nó vậy. Khi tôi đi học ở trường Wistock phòng 11. Các em, hôm nay chúng ta sẽ phát tiền thưởng cho kỳ thi hôm bữa. Thi mà cũng có tiền thưởng nè hả? Đúng vậy, ở cái trường này có điểm là có tiền thưởng á. Vậy ta cũng có ạ. Cái tiền trợ cấp hôm bữa cả tỷ bạc. Vậy là cái tiền này còn nhiều hơn nữa. Mày vui gì dữ vậy? Mày có 1.5 điểm à? Thành tích không giống nhau, tiền thưởng cũng khác nhau ạ. À? Lâm Siêu 10 điểm 100 triệu. Anna 9 điểm 90 triệu. Nếu tính kỹ này thì mình sẽ được 10.500.000 rồi. Như vậy sẽ mua được một đống đồ luôn. Ý chi 1.5 điểm 1.500.000. À? Sao cô ta ít chữ vậy? Bởi vì chỉ có trên 8 điểm thì tiền thưởng mới thêm mấy con số không thôi. Đối với Lâm Siêu thì chút tiền này đã nhầm nhò gì với nó. Lúc nó mới vào trường này tới bây giờ chắc đã nhận tầm vài chục tỷ rồi ạ. Còn nhìn mình làm gì vậy? Nhìn mắt mũi miệng của mày đều giống tao. Vậy tại sao mày lại học giỏi hơn tao? Tao biết rồi. Bởi vì chúng ta khác giới tính. Trả lời hay lắm. Thưởng với cậu nè. Khi tôi đi học ở trường Wistock phòng 12. Tụi bay có thể qua căn bên này tham quan. Căn bên này cũng được. Hay căn này đây là nhà mày hả? Tao ở căn này. Cùng căn bên này ba mẹ tao ở. Oh my god. Gì vậy? Bình thường mà. Tao còn không có nhà ở. Mày nói có cả hai căn mà bình thường gì chứ. Lầu 1 dùng để đánh pizza. Cái phòng này dùng để hát karaoke. Oh, mơ, gơ. À, còn phòng đẹp đẹp này là phòng mày đúng không? Đó là phòng con mèo nhà tao. Oh, mơ, gơ. Ý chi à, mày còn thua cả con mèo nữa. Sao mày thờ người ra vậy? Mày đừng có nói với tao là mày ganh tị với con mèo nha. Cái phòng mười bự này chắc chắn là phòng mày rồi. À, đó là phòng tôi á tiểu thư. Thiếu gia, mời cậu gọi món. À, không phải chúng ta ra ngồi ăn hả? Nhà tao có hệ thống nhà hàng, chỉ cần ở nhà gọi món là được. Nhà mày còn thiếu quản gia không? Hả? Làm quản gia ở đây tính ra cũng nhàn, vừa có phòng bự, vừa được ăn ngon. Cô gái này thật thú vị. Khi tôi đi học ở trường Wistock phòng 13. Chào mừng quý vị phụ huynh đã đến đây ngày hôm nay. Chúng ta làm quen một chút nha. Mời phụ huynh em Lâm Siêu. Phụ huynh ai mà nhìn sang dữ vậy con? Là vợ của chú Thịt đó mẹ. Nhà cô ấy đã quyên rất nhiều tiền vào đây đó. Ê chi là nhỏ đâu vậy? Mẹ. Hộp phụ huynh em Minh Hồ. Đi hộp phụ huynh thôi mà sao đẹp dữ vậy trời. Nhà nó có cả cái phim trường luôn á. Phụ huynh em Anna. Nhà nó mở mấy cái siêu thị lặng. Đúng là trường con nhà giàu có khác. Phụ huynh em Chi. Phụ huynh con bé này làm công nhân á. Mặc đồ không có fashion gì trơn á. Minh Hồ, con đừng có xíu với chuyện người khác. Ở cái trường này đúng là khó sống mà. Không biết con bé mình đã trải qua những gì. Cái gì này quê như con bả vậy mẹ. Mày nói gì đó. Anna, mày cho con tới đi học. Không phải là để trêu ghẹo bạn bè đâu. Gì à, không có sao đâu. Cái miệng nó ngứa như vậy đó. Nhưng mà cái tính nó cũng được lắm. Nhìn con bé này cũng đáo đĩa quá ha. Chào chị, tôi là phụ huynh của Lâm Siêu. Chúng nó đi học chung một lớp. Chúng ta làm quen một chút nha. Bà thông gia. Ý tôi là thân quen như người thân một nhà vậy đó. Khi tôi đi học ở trường Wistock phòng 14. Chào mọi người, hôm nay đã đến với bữa tiệc sinh nhật của mình. Sao ai cũng mặc đồ đẹp biết trân gì trời. Chỉ có một mình mặc đồng phục à. Tặng mày nè, đồng hồ Rolex á. Cảm ơn mày nha. Ông mà cứu. Bà của tao trước cửa. Ông mà cứu. Đi sinh nhật mà tặng hắn một chiếc xe luôn. Đúng là Lâm Siêu, quà của mày năm nào cũng đặc biệt nhá. Chi à, mày đi đâu vậy? Chắc là không tặng được cái gì ra trò nó trốn vậy mà. Chắc là đúng vậy rồi. Là mình kêu cậu ấy đưa riêng cho mình đó. Bây giờ xem đi.
quà tặng không giá trị thì có sao đâu chứ, có tấm lòng là được. Là một cái iPhone, cảm ơn cậu nha. Hả? Tất cả mọi người đến dự tiệc hôm nay đều được tặng quà đem về. Hả? Tham gia sinh nhật còn có quà đem về nữa. Mày nào mày tổ chức sinh nhật, đâu có tặng quà lớn như vậy đâu. Dù sao thì cũng không phải là tiền của tao, là ý của Lâm Siêu á. Hả? Thế là cái điện thoại máy xe rồi, xịn sao tiết chứ. Khi tôi đi học ở trường Wistock phòng 15, các em à, hôm nay lớp chúng ta tổ chức đi dã ngoại, cả các công viên này đều được trường mình bao rồi, nên các em cứ thoải mái nha. Để bim bim đăng thôi. Đẹp. Em, chị tóc lại cho chị đi em. Tụi bay làm gì vậy? Đi dã ngoại mà mày đem theo ekip chụp hình làm gì vậy? Ra đây chụp hình ốp thích tốt cho làm gì nữa, chắn chết đi được. Dạ mời chủ tịch xem qua ạ. Mời cậu ký. Em, Lâm Siêu đang làm gì vậy? Nó có nhiều việc công ty bận lắm. OMG, biết quen rồi, không bất ngờ gì mấy. Còn mày đang làm gì vậy? Tao đang tính tốc độ đeo của Thiên Thạch đó. Anh mà cố, nó là EQ 200. Không phải thì giảng ngọt là phải chơi à? Bình thường đã học mệt rồi mà. Ừ, đúng là mệt thiệt. Mấy cái thứ mà cô giảng á, tao biết hết đâu rồi. Mà còn phải nghe lại lần nữa nữa. Mẹ ơi, mấy bạn ở đây đều ưu tú hết. Có một mình con là giúp đẹp à? Có lẽ là con không nên tới trường này học. Cái gì? Mẹ ăn với ngủ cũng giỏi lắm mà con. Thế về chọn cách ngồi đây thân vãn. Sao còn không bỏ thời gian ra tìm vị trí của bản thân đi. Mình biết rồi. A few moments later. Lâm Siêu. Lâm Siêu à, uống nước không? À xin lỗi nha, tao lỡ uống mất rồi. Còn bị gì vậy? Không phải mày bảo tao phải tìm vị trí của bản thân sao? Sau này tao sẽ trở thành trợ lý. Để tao lau mồ hôi cho mày nha. Được rồi. Tao sẽ nỗ lực học tập. Không biết chừng sau này sẽ trở thành trợ lý đắc lực cho tụi bay. Thật ra cậu có thể nghĩ lớn hơn một chút. Khi tôi đi học ở trường Wistock phòng 16. Cái gì? Cần 200 triệu để phẫu thuật á? Ê tụi bay, lúc này tao thấy con Chi nó khóc ngoài đó. Người nhà nó cần phải phẫu thuật mà không có tiền á? Hay là tụi mình quyên tiền đi? Tao không quyên. Tao cũng phản đối. Tụi bay sao vậy? Chỉ là chút tiền tiêu vặt của tụi bay thôi mà. Mất mới gì người nhà nó bạn, tao phải quyên tiền chứ. Đây không phải là vấn đề về tiền bạc. Giúp nó một lần thôi, ai mà giúp nó cả đời được. Mà cứ giúp nó hồi, nó sẽ ỷ lại vào mày. Tao không cần đâu. Đó, thấy chưa? Tao cũng nói nó không cần kìa. Lúc nãy bạn trên mạng của tao nói thùng rác của trường Wistock chắc là có rất nhiều đồ quý, nên tao còn đi với rác thử. Không ngờ là kiếm được một mới luôn nè. Bán cái này còn kiếm được khối tiền. Chuyện là vậy, giờ tao mới biết á. Đúng là thùng rác của trường Wistock có khác. Thôi không nói nữa, tao đi với rác tiếp đây. Ê Lâm Siêu, sao thấy cái điện thoại của nó lượng quen thế? Có phải bạn trên mạng của nó là mày không? Ừ, tao làm vậy là để cho nó đỡ ngại thôi. Ê, mày ôm máy tính đi đâu đó, không phải mày nói, mày không giúp nó sao? Đâu có, tao đi vứt rác không được hả? Khi tôi đi học ở trường Wistock phòng 17. Các em, hôm nay các em như đóng quỹ lớp nha. Hả? Tiền quỹ lớp đó rồi. Còn bị sao vậy? Tiền quỹ lớp của tao không thấy đâu nữa. Rõ ràng là tao bỏ trong cặp mà. Cái cặp bị rạch mất tiêu rồi. Thì cô đi coi camera xem có tiền lại được không. Làm sao đây? Có cần phải khóc vậy không? Có 10 triệu à, về nhà xin thêm mày được rồi. 10 triệu đối với mày là nhỏ, nhưng mà là tiền tao phải tích góp đó. Không được khóc nữa. Để mình đóng cho, tao cũng có thể đóng giúp mày. Tính luôn phần của tao nữa, coi như khỏi một cái túi vậy. Không, tao không thể nào suốt ngày dựa vào người khác được. Mình phải làm gì đi trời, và đi về nhà xin tiền. Làm gì cái tiền mà xin. Trở lại phải đi lục lòng đất của trường Wistock tiếp bạch trời. Vô liêm sĩ. Ừ, tiện dụng, 1 tháng 10 triệu. Chỉ cần đến vào giờ ăn trưa. Thế cậu cho mình mượn tiền đóng quỹ lớp nha. Đó, cuối cùng cũng phải quay lại đây nhờ tụi tao thôi. Lúc nãy còn bày đặt nó không lấy. Chỉ là mượn thôi, tháng sau mình sẽ trả. Mày đã tìm được công việc rồi. Ừ, được rồi, coi như mày cũng cái não. Rõ ràng là còn một người, nhưng tại sao mình lại cảm thấy rất có sức hút. Khi tôi đi học ở trường Wistock phòng 18. Ê, tụi bay biết gì chưa? Có một đứa mới chuyển tới lớp chúng ta. Nhà còn sản xuất pháo hoa. Tới chúng ta còn có ai cái nhà làm pháo hoa anh hả? Nhà Lâm Siêu á. Chứ không phải nhà nó làm cổ đông ở trường hả? Quê mùa, nhà nó làm rất nhiều ngành. Sản xuất pháo hoa chỉ là một trong số đó thôi. Học sinh mới à, em vào đi. Nó không phải là con trai của cái nhà làm đối thủ cạnh tranh với nhà mày sao? Nhìn cũng đẹp trai ha. Đẹp trai. Em giới thiệu bản thân đi. Chào mọi người, mình là Lưu Hoàng Nhiên. À, đây là cái máy tính. Không cần đâu cô, em chỉ xài mẫu mới nhất thôi. À, còn chiếc xe. Dạ không cần, em lấy máy bay tới đây. Ơ mà cứ. Tính ra có mình nghèo nhất à. Vậy em ngồi bên cạnh bạn chơi nha.
Sướng nha, được sách tay ngồi cạnh rồi nha. Không, em muốn ngồi dưới Lâm Siêu. Nó có ý gì vậy? Cậu ấy là lý do mà em tới đây. Wow, sao ngay cái mùi rồi đó. Chả lẽ hai đứa nó giống như trong phim. Tối chuyện đồ hồn vào cho tao. Khi tôi đi học ở trường Wistock phòng 19. Ê Chi, ai tặng quà với thư tình cho mày vậy? Tước, ai tặng mày chiếc nhẫn sáng đạn vậy? Mà còn là phiên bản giới hạn đó nha. Lâm Siêu à, chắc không phải là mày tặng hả? Mày tặng hả? Chi à, tao có thể tặng mày có mắt hơn. Thư tình, ba em gọi phụ huynh tới đây gặp cô. Chi, phụ huynh của em đâu? Mẹ em đang đi làm, không có thời gian tới đây. Mẹ không phải là cấm con thích người khác, nhưng mà không thích con thích những người như vậy. Không giống trong phim gì trơn á, cứ tưởng bà sẽ nói câu tôi cho cô vài tỷ, cô ấy đòi sao con trai tôi chứ. Là mình mừng hụt hả? Điều kiện nhà nó tệ như vậy, học hành thì cũng dốt đẹp à, có thể đem đến lợi ích gì cho con chứ. Mẹ, mẹ nói sai chỗ nào chứ? Mẹ của Hậu Nhiên à, chị nói lại vấn đề đó. Cậu qua đây, đứa con do người mẹ như bà giáo dục ra chắc cũng không có ai thích đâu. Mày qua. Con trai mình ngồi quá đi mất. Còn biết ra mặt bảo vệ bạn gái nữa. Muốn đẩy thiền này vào bờ quá đi mất. Mày Lâm Siêu à, tụi các em ấy còn nhỏ, yêu đương bây giờ vẫn còn hơi sớm. Mong các vị phụ huynh sẽ về nhà giám sát các em. Dạ, con nói đúng lắm, tôi sẽ về nhà dạy dỗ lại nó. Tao nói mày á, thích thì cũng phải thích Lâm Siêu. Ờ, thích những gia đình có điều kiện như Lâm Siêu chứ. Giỏi chết mình rồi. Dì cũng thích con lắm. Chiếc nhẫn này tặng con nè. Sao chiếc nhẫn này giống hai chiếc nhẫn trên bàn mình vậy trời? Con không thể nhận được. Tặng con nè, mà gấp đâu cái hộp của nó. Mấy đứa này bày trò gì vậy trời? Ấu trĩ. Khi tôi đi học ở trường Wistock phần 20. Tao đã học ở trường Wistock rồi, bây giờ đâu có giống như hồi xưa nữa. Cho với mày sẽ làm mất giá trị bản thân của tao. Bây giờ bạn học của tao á, không phải là chủ tịch thì cũng là con gái của chủ tịch. Mày làm sao mà so với tụi nó được? Không ngờ nó là người như vậy. Tao phải quay lại cho Lâm Siêu xem, để cho nó coi nó thích một người như thế nào. Cậu ấy không phải là người như vậy đâu. Tụi bay ở đâu? Đợi tao ra. Cái thằng này, đi dù sao nó ngu luôn rồi. Tao cũng không tin nó là người như vậy. Sau này á, chúng ta đừng có gặp mặt nhau nữa. Có phải tao nói như vậy mày mới vừa lòng với đúng không? Ý gì vậy? Nó cố ý nói như vậy hả? Tao không có ý đó, tao chỉ sợ mình chơi với tao sẽ bị người khác chê cười thôi. Mày nghĩ sai rồi, ai cũng có bạn ấy trơn á. Không phải vì mày nghèo hơn mà người ta sẽ khinh thường mày, không chơi với mày. Để tao dắt mày đi gặp bạn của tao, bạn của tao rất tốt, sẽ không khinh thường mày đâu. Đây là bạn cùng lớp trước đây của tao, nó cũng là đứa học giỏi nhất lớp á. Chào cậu, mình là Lê Minh Hô, bạn của Chi cũng là bạn của mình. Hello, tao là Anna. Mặc dù nhìn mày rất quê mùa, nhưng mà tao rất thích chơi với mấy đứa quê mùa. Còn đây là Lâm Siêu, là con trai của cổ đông trong trường á. Chào cậu, phải để tao đưa mày đi tham quan trường tao nha. Chi à, hay là mày nói với cô để giúp mày giúp tao vô trường này học đi. Ừ, được chứ, mày muốn vào đại học với tao là tốt quá rồi. Ừ. Khi tôi đi học ở trường Wistock phần 21. Ừ, tháng trước tôi cũng có đi Paris. Ê, tụi bay đang nói gì vui vậy? Nè, đây là cái túi mà tao mới đi Paris mua cho tao nè, biết có hiệu gì không? À, tôi phải làm bài tập đây. Quê mùa, tao còn không có mà ăn, tiền đâu mà biết thương hiệu chứ. Nói về game cô biết mà nói. Ê, cái game này khó quá mày, tao chơi hồi không qua. Ý, có cơ hội để mình thi hiện đới. Cái game này đúng là khó thật. Để mình thử xem nào. Tưởng gì chứ chơi game là mình là đỉnh của chốt rồi. Ê, lần đầu tiên tao thấy thằng Lâm Siêu chơi game thua mày. Là nó cố tình để thua đó. Khi tôi đi học ở trường Wistock phần 22. Cực khổ lắm mới bước vào được cái trường Wistock này, để làm cho ra trà mới được. Các em à, đây là bạn học mới chuyển tới. Chào mọi người, mình là Dụ Ngân. Chi à, tao sẽ cướp hết mọi thứ của mày. Các em cũng biết nhau rồi đúng không? Em xuống đó ngồi đi. Cuối cùng mày cũng vào đại học với tao rồi. Ừ, cũng là nhờ mày nói được giúp tao. Tao đi nộp bài cho cô đã. Mày đây làm quen với mấy bạn nha. Chưa gì hết, đã có cơ hội rồi. Ê, lúc trước mày học cùng lớp với ông Chi hả? Đúng vậy, tụi bay không chê tao chứ. Thì cũng quê thiệt, nhưng mà không sao đâu. Tao còn đỡ, chứ nhà con Chi, ba mẹ nó làm công nhân, chắc bị trêu chọc nhiều lắm. Tao lỡ miệng. Không sao, cái đó được tao biết hết rồi. Hả? À, vậy thì tốt rồi. Mình có dơ cốc trà sữa cho cậu nè. Mình cảm ơn nha, lúc trước mình đều không được uống trà sữa. À. Ê, mày đi đón kiểu gì vậy? Để động xíu thôi mày làm gì dữ vậy? Không sao đâu, chỉ cần lâu rồi được rồi. Thấy chưa, người ta cũng đâu như mày, nhỏ nhen. Cô kêu tụi bay tới văn phòng nhận sách xuống kìa. Đi chung đi. À, mọi người đi trước đi, mình nghe điện thoại cái đã. Ừ.
Khi tôi đi học ở trường Wistock phần 23, Chi, nó tăng học đi xem phim không? Ừ, không thèm rủ tao với Lâm Siêu luôn hè. Tụi tao thích đi riêng với nhau đó. Ê, con Anna đâu? Hả? Tao cũng không biết nữa. Mày nói với nó, nhà tao có việc gấp, lát nữa tao không đi xem phim được nha. Cảm ơn mày nha. Ừ. Anna, lát nữa tụi mình đi xem phim không? Tao hẹn con Chi đi rồi. Hả? Nhưng mà tao mới thấy nó với lại thằng Long Siêu với thằng Minh Hồ đi xem phim chung rồi. Được lắm, nay ba đứa đi chung cũng không thèm rủ mình luôn. Tao còn vé nè, để tao với mày đi. Ừ. Con Anna chưa đi học hả? Nó chưa có tới. Hôm qua về tôi nhắn tin nó không đấy luôn á. Chắc là nó dặn đâu rồi. Hôm nay tôi có mua bánh đến cộng cho nó nè. Để đưa bàn cho nó. Tao đi vệ sinh cái đã. Ừ, để tôi nói nó cho. Mày làm gì mới sáng mà ăn bánh đến cộng rồi vậy? À, đây là của con Chi tặng tao á. Anna, mày tới rồi hả? Ê, sao mày ăn bánh đánh cộng đó vậy? À, con Anna tính mất đi, nên tao lượm về ăn á. Khi tôi đi học ở trường Wistock phần 24. Ê tụi bay, lát nữa tụi mình đi ăn bánh đánh cộng không? Mày không nghĩ đến bản thân, còn phải nghĩ đến sức khỏe người khác chứ. Chả lẽ nó vì thằng Lâm Siêu nên mới tức giận với mình như vậy sao? Được đó, lát nữa đi ăn đi. Tao cũng đi nữa. Tụi bay bay nó quá rồi đó. Mình thường tụi bay có ăn mấy cái đó đâu. Chắc ăn sân hào hỏi vẹn như cậu mỗi ngày. Không ăn được bánh đăng cộng đâu. Còn xem là do ai mời nữa. Nó có gì tốt mà ai cũng minh vật nó chứ. Nhìn không nổi nữa đâu. Anna, Anna, tao xin lỗi nha. Sau này tao không như vậy nữa. Sao nó lại phải xin lỗi mình chứ? Là mình gây sự với nó trước mà. Trước đây mình luôn nghĩ mình cao quý hơn nó. Không ngờ nó lại như vậy. Người nên xin lỗi là tao mới đúng. Có phải là do mày ngưỡng mộ thằng Lâm Siêu nên mới tốt? Nó không nhìn thấy được điểm tốt của tao là do nó không có mắt nhìn. Đừng để nó làm ảnh hưởng đến quan hệ bạn bè của chúng ta. Tao cũng không thích giật đồ của người khác đâu. Đây mới chính là tiểu thư Anna mà tao quen biết. Khi tôi đi học ở trường Wistock phần 25. Lâm Siêu à, năm nay cậu đã được 10 điểm lên nè. Cậu giỏi thật đó, mình ngưỡng mộ cậu quá đi. Đúng là cái thằng không có mắt nhìn. Buồn chán quá đi mất. Phải gây dòng bão mới được. Dụ ngăn, mày làm gì mà mặt mày ủ rũ vậy? Hình như là tao thích người ta rồi. Hả? Mày thích ai? Để tao giúp mày theo đuổi nó. Mày đúng là bạn thân của tao. Tao thích Lâm Siêu á. Mày có giúp tao không? À, được chứ. Ê, lát nữa tới lượt hai đứa bay với thằng Lâm Siêu ở lại trật nhật. Tụi tao về trước đây. Ê, tao có ý này. Lát nữa chúng ta dọn vệ sinh. Mày cố tình tìm lý do nào đó rời đi. Để tao với Lâm Siêu có không gian riêng. Ừ. Mày đi đi. Ừ. Ây da, tao đói bụng quá đi. Tụi bay dọn vệ sinh giúp tao nha. Tao đi vệ sinh cái đã. Đi nha. Ê, con Chi đâu rồi? À, nó đói bụng mới ra ngoài rồi. Chúng ta dọn vệ sinh tiếp đi. Cái gì? Đói bụng? Mày dọn vệ sinh giúp tao đi. Lát tao quay lại. Để tao ra ngoài xem nó như thế nào đã. Hai đứa rành con. Tự nhiên mình lại ở đây dọn vệ sinh một mình ha. Khi tôi đi học ở trường Wistock phần 26. Các em à, kỳ thi lần này chúng ta sẽ chọn ra 3 bạn thi toán nhất lớp để đi châu Âu du lịch. Kêu đấu thơ gì trời, mà mình học dốt đẹp à. Tụi bay có tính ôn không? Trời, có ai dành với mày đâu. Cái này do ba Lâm Siêu tài trợ, thì nó cũng không có cần dành suất. Đúng rồi, tao cũng chả cần tài trợ. Như vậy là mình có cơ hội bước 100 lên trời Tây rồi. Mình phải nắm bắt mới được. Mình đợi cậu, dù sao mình cũng không bằng. Hay là để mình phụ đạo cho cậu nha. Mình không cần. Mình vậy cậu, không tốt hơn cậu tự học sao? Mình thích học một mình mà... Học chút đẹp mà còn chảnh. Cậu mà dành được suất đi châu thì tới làm con cậu. Một tháng sau. Chi, em có tiến bộ nha. Kỳ thi toán lần này em đứng thứ 3, dành được suất đi châu Âu rồi. Yeah. Hả? Con trai à, lần trước con nói gì vậy? Khi tôi đi học ở trường Wistock phần 27. Tụi bay biết tin gì chưa? Con Anna thích thằng Lâm Siêu nhưng mà bị từ chối. Nhục ghê luôn á. Mày nhìn đi, nó còn mặc giày đi học nữa kìa. Tụi bay nói bậy bạ gì đó, ngưỡng mộ người khác không được sao? Chẳng lẽ tụi bay không ngưỡng mộ ai hết hả? Đủ rồi, mày đừng có nói nữa. Mày sao vậy? Chuyện này có mình mày với thằng Minh Hồ biết. Mày không nói thì ai nói? Sau này chúng ta không cần làm bạn nữa. Không phải tao nói. Có phải là do mày ngưỡng mộ thằng Lâm Siêu nên mới tốt? Nó không nhìn thấy được điểm tốt của tao là do nó không có mắt nhìn. Đừng để nó làm ảnh hưởng đến quan hệ bạn bè của chúng ta. Tao cũng không thích giật đồ của người khác đâu. Wow, có chuyện hay để nói rồi. Đây là 200.000, mày đi tung tiền đồ giúp tao đi. Mày ấm tráng hả? Đây là trường Wistock, ai mà cần 200 của mày chứ. Vậy mày muốn gì? Mày làm người giúp việc cho tao đi. Được. Đưa 200 đi mày, tao cũng không ưa con Anna thì mới đồng ý giúp mày á. Đi nha. Ê, không phải mày nói đây là trường Wistock không cần 200 sao? Tự nhiên vô cái trường Wistock này học, vừa mắc 200, vừa làm ô sinh trong nhỏ này nữa. Khi
tôi đi học ở trường Wistop phần 28. Chi à, mày đừng buồn nữa, con Anna không chơi với mày nữa thì còn có tao mà. Ừ, cảm ơn mày nha. Cậu đừng buồn nữa, đây là đồ ăn vặt mình cho cậu nè. Đừng có ăn của nó, mình tặng cậu nhiều hơn. Ai, cái thằng chết tiệt này. Thôi, mình không ăn đâu. Thứ mình không giật được thì phải hủy hoại nó thôi. Cô ơi, em có chuyện muốn nói với cô. Có chuyện gì? Em phát hiện mấy bạn trong lớp yêu đương, em sợ ảnh hưởng đến việc học tập của mấy bạn. Tụi bay mau ra xem đi, phụ huynh của mấy bạn lớp mình đang cãi nhau ngoài kia kìa. Tôi nói sao con tôi nó cứ đứng chốt lớp hồi, hóa ra là do con bà ảnh hưởng. Mắc cười ghê, con tôi đứng thứ hai thì dưới đếm lành lặng, con bà ảnh hưởng đến con tôi thì có. Cấm cãi, là do con bà ảnh hưởng con tôi. Mẹ à, mày đừng cãi nhau nữa. Các vị phụ huynh bình tĩnh đã. Cô giáo à, tôi kiến nghị nhà trường đuổi học con bé này. Mẹ. Ê, tự nhiên cái đồ đuổi của giao tụi mày. Ý tôi là tôi coi nó như là con trong nhà vậy đó. Đây là lần cuối cô nhắc nhở các em việc này rồi, lần sau không được tái phạm nữa. Mong các vị phụ huynh về nhà giám sát các em. Khi tôi đi học ở trường Wistop phần 29. Lát nữa đầu bếp nhà mình mang đồ ăn tới đây, chúng ta cùng ăn đi. Mình có đem cơm hộp rồi. Mình không có đem cơm, chúng ta ăn chung đi. Vậy hai người ăn đi, mình đi chỗ khác ăn. Ê, tao thích ăn một mình. Rình con, đại gia mặc quần xà lỏng mà bao nhiêu đứa dành. Không phải cái bà tác giả muốn làm cho ra tao thì tao cũng không thêm giật mày đâu. Không sao, để mình ăn với cậu. Tính thằng Lâm Siêu nó cọc về đó, chứ không có gì đâu. Không sao, chắc là do mình có chỗ nào không tốt làm cậu ấy không thích. Mình với Lâm Siêu ăn xong rồi, cậu cũng ngồi đây ăn hả? Ừ, trà sữa này là do Lâm Siêu cho người đặc biệt làm cho mình á. Không biết mình không thích uống sữa nên cho người giảm mất lượng sữa lại. Cậu nói xem có phải cậu ấy thích mình không? Chả lẽ Lâm Siêu thích nó à? À, đâu liên quan gì đến mình đâu. Ừ, chắc là vậy đó. Cô ở đây hả? Đây là đồ tráng miệng. Là đem cho Ngân hả? Mình ăn xong rồi mình về lớp đi. Mình thích lắm. Ai cho mày chứ? Mình cảm ơn nha, cậu tốt quá. Nhỏ này nó bị gì hả trời? Nhìn sữa quá à. Thôi có cái bánh cho nó luôn cho rồi. Cho cậu nè. Ê, khi tôi đi học ở trường Wistop phần 30. Ê Ngân, nhà tao tổ chức tiệc mà tụi bay tới chơi. Đây là thiệt của mày, còn đây là của ông nhỏ kia, mày đưa nó giúp tao. Ừ. Lại có trò hay để quậy độc cái trường này rồi. Chi à, con Na nhờ tao nói với mày, nó mời mày đi dự tiệc hóa trang, mày có đi không? Chắc tao không đi đâu, nó đang ghét tao. Tao thấy mày nên đi để làm lành với nó. Bữa đó tao với mày cosplay thành hai cục sô-cô-la đi. Ừ, ý của mày được đó. Chào mọi người. Ê, mày mặc cái gì đến đây vậy? Chả lẽ mày không mua nổi bộ đồ hả? Ủa, đây không phải tiệc cosplay à? Cosplay gì chứ? Ê Chi, sao mày lại mặc cái này? Có phải là mày nhớ lộn rồi không? Nhìn dễ thương mà, mình cũng muốn đồ thử. Ừ, đúng là trong mắt mấy thằng yêu đương, nhìn cục sô-cô-la cũng thấy thơ. Trước lúc tao đến đây tao có nhận được tin đây không phải là tiệc hóa trang, tao có nhắn mày rồi. Nhưng mà chắc do mạng lag nên chưa qua. Chả lẽ nó cố tình làm như vậy để treo mình hả trời. Cũng may tao kịp chuẩn bị quà cho mày, để tặng con Anna cho nó hết dặn nè. Bên trong này có gì vậy? Tiểu thư ơi, không hay rồi. Tiểu thư, cái hộp quà ngồi bể bơi mà lão gia tặng tiểu thư biến mất rồi ạ. Cái gì? Cái hộp trên tay vị tiểu thư này hình như là hộp quà đó. À không, đây là đồ để chuẩn bị tặng Anna á. Đúng, chính là nó rồi. Đây là cái hộp giấy phiên bản giới hạn chỉ có một cái trên thế giới. Tôi nhìn là biết ngay mà. Không có tiền thì đừng bày đặt tặng quà để mang nhục hà. Tôi không có, là chắc là nó cầm nhầm đồ thôi mà. Nó cầm làm quá vậy không? Muốn biết có phải cầm nhầm hay không? Coi camera là được. Coi camera đi, mình tin cậu ấy. Coi cam gì chứ? Chả lẽ tụi bay không tin con Chi hả? Cái gì? Mày sợ hả? Tiểu thư à, camera ngồi bể bơi của nhà chúng ta hôm nay đang sửa chữa. Anna, thôi mày bỏ qua đi mà. Cái hộp đó là mày đưa cho tao, mày không có gì để giải thích với tao hả? Xin lỗi mày nha, lúc nãy tao thấy cái hộp của đó, tao cũng chỉ nghĩ là đó là rác của nhà giàu thôi. Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Tao cũng chỉ là muốn giúp mày làm lành với con Anna thôi. Thôi được rồi. Khi tôi đi học ở trường Wistop phòng 31. Bài tập hôm qua cô cho các em 30 phút nữa, lát nữa tới văn phòng nộp cho cô, ai đứng nhất sẽ được thưởng nha. Bài tập gì vậy trời, tao quay làm mất rồi. Cậu quay hả? Quay thì chép của mình nè. Cảm ơn mày nha Minh Hồ, tao chỉ chép sơ sơ thôi. Có người không chỉ học dốt mà còn mặc giày nữa. Cậu đừng để ý đến nó, lát nữa chép xong nộp cho mình luôn nha. Cuối cùng cũng chép xong rồi. Tao cũng đi nộp bài nè, để tao nộp cho. Ừ, cảm ơn mày nha. Bài tập hôm qua không ngờ Chi lại đạt điểm tuyệt đối đứng nhất lớp nha. Hả? Còn Minh Hồ, cô thật sự thất vọng về em, mấy bài đơn giản như vậy em còn làm sai. Chả lẽ mày vì phần thưởng mà. Mày không biết thì im đi. Chi à, tớ tin cậu.
Lâm Siêu à, mình không có ý đó, mình chỉ lỡ miệng nói vậy thôi, không ngờ lại trúng thật. Tao không ngờ mày là người như vậy, vì phần thưởng mà sửa đáp án của tao nữa. Tao không có. Mày còn giả vờ nữa, tao không chơi với người xấu tính như mày đâu. Khoan đã, chữ viết thực sửa trên bài này hình như không đúng. Lúc nãy rõ ràng là mình thấy con dụ Ngân đi nộp bài mà. Ê Ngân, mày uống sữa đi. Mày biết là tao ghét uống sữa lắm mà. Mày có chuyện gì giấu tao hay muốn nói với tao không? Chúng ta là bạn thân mà, tao có chuyện gì giấu mày đâu chứ. Mà có chuyện gì vậy? À, không có gì đâu. Đây là cơ hội cuối cùng tao cho mày rồi. Khi tôi đi học ở trường Wistock phần 32. Ê Dụ Ngân, chúng ta cùng nhau bắt nạt con Chi đi, tao không thích nó. Được đó, tao cổ mưa nó lắm. Tao tưởng mày thân với nó lắm chứ. Thân? Mày không biết lúc ở trường cũ, tao học rất giỏi, nhưng mà ai cũng chú ý đến nó hết. Mày ganh tị với nó hả? Đúng vậy, tao vào cái trường này chính là muốn cướp hết tất cả mọi thứ của nó. Vậy lát nữa tao với mày chơi nó đi. Nói với nó ngày mai cô cho nghỉ học, để cô phạt nó. Cứ làm như vậy đi. Ê Chi, tao nghe cô nói ngày mai được nghỉ kìa. Đúng vậy, tao cũng nghe như vậy đó. Ừ, tao biết rồi, hôm sau. Ha, sao có một mình đi học vậy trời. Không phải hôm qua nói cô cho nghỉ học để lừa con Chi thôi sao? Anna, sao mày biết nó muốn hạ tao vậy? Hay, đơn giản mà, may mà tiểu thư Anna tao đây còn có não. Mày nói đi, ai nói với mày tông tin đồn về tao với Lâm Xuyên? Tao không nhớ. Vậy nếu như bây giờ tao đi nói với người khác, gia đình mày hiện nay kinh tế đang gặp khó khăn, phải đến nhờ nhà tao thì sao nhỉ? Ê, thôi được rồi, để tao nói là con Dụng Ngân á. Chả có ai như mày cái Minh Hồ, chắc thành dạy gái. Tao cũng biết nhìn nét chữ của nó chứ bộ, chứ không phải dạy gái như mày. Ê Anna, không phải mày nói hôm qua nghỉ học vậy đi lừa con Chi thôi sao? Sao mai đi học cái gì? Phút cuối cô cho nghỉ học thật mà, mày không nhận được tin hả? Ủa gì hả? Sao kỳ gì ta? Khi tôi đi học ở trường Wistock phòng 33. Ê Chi, thư tình của lớp kế bên nhờ tao chuyển cho mày nè. Hả? Hả gì? Mày mau cắt đi, cô mà phát hiện ra là đi tông nha con. Mà mày đi vệ sinh với tao đi. Chờ tao, để tao giấu nó đã. Nó đang nháy mắt ám hiệu cho mình đi mà. Mình biết phải làm gì rồi. Anna, để tao phối hợp với mày. Tao cũng đây nữa. Đi chung cái gì? Tao với nó đi vệ sinh mà. À không, ý của tao là Lâm Siêu, mày đi vệ sinh chung với tao mà, đúng không Lâm Siêu? Ừ, cái thằng này đúng là ân hại mà. Ê, hai đứa con trai đi đâu chung với nhau vậy? Tao cũng đi nữa. Mọi việc đúng là thuận lợi ghê. Hóa ra là giấu trong quyển vở nè. Lần này mình sẽ bị đuổi ra khỏi trường thôi. Chi à? Cô ơi, cô nhắc nhở bao nhiêu lần rồi mà con Chi nó vẫn tái phạm lại cô. Lần này em phát hiện ra nó giấu thư tình trong vở cô. Em chỉ sợ ảnh hưởng đến việc học tập của nó thôi. Có chuyện này nè. Được rồi, em về lớp đi, cô không nói ra em đâu. Dạ. Chi, cô đã nói em bao nhiêu lần là không được yêu sớm rồi. Em muốn lấy bức thư tình em giấu trong vở ra đây cho cô. Hả? Ý, sao lại ở đây vậy? Thư tình gì, em có biết gì đâu cô. Con chó nữa, em mau đọc lên cho cả lớp nghe đi. Cô chắc chưa? Đọc đi. Chào em, cô gái trên đống sô-cô-la của anh. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã thấy em là một cô gái thú vị rồi. Tối nay gặp nhau ở bãi sô-cô-la cổ nhà, Dụ Ngân. Hả? Ngân? Wow, gu mặn ghê. Sao hẹn khúc nào vậy trời? Bất ngờ chưa bà già? Hóa ra là mấy đứa này đã biết hết rồi, còn hợp sức lại lừa mình. Tụi bay đợi đó. Ngân, em tới văn phòng gặp cô. Khi tôi đi học ở trường Wistock phòng 34. Nhà tao mới xây một phòng game mới, nghỉ lễ này tụi bay đến nhà tao chơi đi. Tao không đi, tao đã mua vé đi xem các sói ca rồi. Tao tính đi ra nước ngoài học lái máy bay rồi. Tụi nó đi không đi, chắc tao cũng không đi đâu. Lâm Siêu à, tụi nó không đi thì còn có tao đi. Ê, Miên Hô, tao không có dễ dãi đâu nha mày. Tụi bay đi đi, chỉ mất một ngày thôi mà. Còn ngày khác tụi bay chơi cũng được. Thôi mất có một ngày à, giờ ngày lại ở lại chơi với mày cũng được, đúng không Anna? Vậy cũng được. Chi à, mày cũng đi chung cho vui đi. Nghỉ lễ ở nhà làm gì? Ừ. Đây là phòng game nhà tao. Ơ bực chưa? Ở trong nhà mình lắp cái phòng game như vậy luôn. Cái lãng phí quá không chứ hả? Mày nghĩ nhiều làm gì chứ, tiền không quan trọng, cho vui là được. Đúng vậy, mình chỉ là chơi kép thôi mà. Wow, phòng game nhà mày đỉnh nha. Tao không biết chơi cái này nhưng mà có dắt theo huấn luyện viên tới đây rồi. Tao cũng có chuẩn bị đồ để chơi nữa. Mình tới đây mà không có chuẩn bị gì hết, chỉ làm vướng tay tụi nó thôi. Chắc tao về trước quá, tao không có chuẩn bị gì hết á. Đừng lo, mình đã chuẩn bị đồ cho mọi người rồi. Lâm Siêu à, tao yêu. Cái phòng game nhà mày quá đi mất. Mình còn có thể gì còn chơi nữa. Lâm Siêu, tao cũng không biết chơi, mày về tao đi. Ai nói vậy mày chứ? Khi tôi đi học ở trường Wistock, phòng 35. Hậu nhiên à, kể từ hôm nay em đang chỗ kế anh ai ngồi nha. Đây là ý kiến của mẹ em, do em học dốt quá. Sao cô chỉ cắt em với Lâm Siêu vậy? Nó học giỏi, nó cũng kèm em được mà cô. Tao không có rảnh. Ê, ngay đầu mày là đại ca ở trường cũ hả? Đúng vậy. Vậy mình làm đại ca tao đi. Ừ. Không ngờ lai lịch của nó dữ dằn như vậy. Cái mỏ mình hư hỏng. Nó có quấn mình rồi. Ê Anna, sau này nhờ mày giúp đỡ nha. Tất nhiên là được rồi. Anna, mày có ra ngoài không? Mua giùm tao hộp sữa đi.
thằng chó này, có tay có chân mà không tự đi mua. Mày tất nhiên được rồi, để tao đi mua cho. Nhỏ này bị gì vậy trời, mới hôn một tiếng thôi mà. Tránh ra. Mày, mày tránh ra, tao phải ra ngồi. Mày đang ngồi đó mà đi đâu? Không được hả? Tính ra chơi với đại ca cũng có lợi ghê. Sữa của mày nè. Cảm ơn nha. Không cần khách sáo đâu. Ê đại ca, sao anh cười vậy? Biết. Dạ. Khi tôi đi học ở trường Wistop, phòng 36. Ủa, ai để ly nước cam với tờ giấy trên bàn tôi vậy? Tất nhiên là người theo đuổi mày rồi. Trong tờ giấy còn có ghi cục cân à, nhớ uống nước cam mỗi ngày nữa chứ. Sao nó nhìn mình cười hoài vậy trời? Ê thằng kia, sao mày dám uống nước cam của tao hả? Nước cam gì của mày chứ? À tao biết rồi, bà vú nuôi của tao để nhầm ở chỗ mày á. Do hôm bữa tao đổ chỗ mà bà chưa có biết. Vú nuôi? Khi tôi đi học ở trường Wistock, phòng 37. Chào bạn mới, mình tên Chi. Bạn mới từ nước ngoài chuyển về đây hả? Nhìn xinh quá đi. Chắc là bạn ấy là người hướng nội mới chuyển tới nên chưa có thích ngay được. Ê Chi, mình đi mua nước, cậu có muốn gì không? Mình vẫn còn. Bạn ơi, mình mới chuyển tới trường này, không có biết đường. Mình muốn uống matcha, bạn có thể mua giúp mình được không? Mình tên Trà, bạn có thể gọi mình là Trà Trà. Bạn tên gì? Trời, sao nó họt bát ngang vậy trời. Mình tên Lâm Siêu. Chào Lâm Siêu nha, mình mới chuyển tới, sau này có gì không hiểu, bạn giúp mình nha. Ờ. Cái bà tác giả này, để thay ngôn trà xanh này vô, còn trà hơn cả mình nữa. Muốn cắt đắc diễn của mình đây mà, không thể để vụ này chìm được. Ê Chi, chơi game với tao đi. Tao mất làm bài tập rồi. Ê bạn mới, mày chơi game không? Tao không thích chơi game. Chào mấy bạn đang chơi gì đó? Cứ tưởng là gì, hóa ra là chuyển một con trà xanh đến đây nữa. À, chết tiệt. Bạn chơi trò này hay quá à. Hay là bạn cũng kém mình chơi đi. Hậu nhiên, tôi lên cương cương rồi nè. Chửi gì, tôi kém mày vào nhóm chơi chung. Thật ngưỡng mộ, cậu có thể chơi game với các bạn ấy tốt như thế. Không giống như mình, đến game cũng không biết chơi. Lúc nãy tôi rủ mày chơi game nhưng mà mày nói mày không thích chơi. Tôi cứ tưởng mày không thích chơi thật, hóa ra là không thích chơi game với con gái. Trà trà, mấy trà mà cậu nhờ mình mua giùm nè. À, cảm ơn cậu nha. Đúng là trà xanh mà, đến bạn trai của ông Chi cũng nhờ nữa. Hả, con nhỏ này, bạn trai của tao lúc nào chứ? Khi tôi đi học ở trường Wistock, phòng 38. Ây da. Xin lỗi cậu nha. Không sao hết, mình không giận cậu. Lại giữa cái thối trà xanh ra đây, mình thấy mà ghét. Cậu tốt tính quá. Tính của mình tốt lắm, cho dù có bình nước 20 lít đổ xuống, mình cũng không có giận đâu. Anna, mày có ý gì vậy? Hả? Tao làm sao chứ? Sao lại không giữ gì hả? Nhất định là mày cố ý. Đáng sợ quá đi mất, con trà nó không bình thường. Anna, mày mau xin lỗi tao. Tao mới gì phải xin lỗi chứ, tay tao không có nước. Mày hất nước vào con Chi, sao mày không xin lỗi nó đi? Ai biết mày né được mấy chúng nó, mày phải xin lỗi hay được tao. Xin lỗi cậu nha. Không sao đâu anh à. Cái tạch trà xanh cũng không bỏ mà. Khi tôi đi học ở trường Wistock, phòng 39. Chị Chi à, có phải bài tập đã chép từ chỗ này đến chỗ này hay không? Con này nó bị sao nữa vậy trời? Tao thấy mày viết hết rồi mà. Đây là của Hạo Nhiên đó, nó cho tao mượn bởi vì nó sợ tao làm sai. Cái con trà xanh này, xem tao này. Sách bài tập của Hạo Nhiên nè, Minh Hồ nè, Lâm Siêu nè. Mà khấn à. Thằng Hạo Nhiên nó học dốt đẹp à. Sao tụi bay dành mượn đồ của nó chi vậy? Trời ơi, hôm nay quay Nembook nên ba đứa nó đều dành cho tao mượn. Có Hậu Nhiên nè, Lâm Siêu nè, Miên Hô nè. Không biết mày dùng của ai để làm bài tập đi ta. Hay gì lúc nãy nó Hậu Nhiên mất story mất kêu bút. Không phải là mày lấy đấy chứ? À, mà như nó cũng không thèm ghét bạn của mày nhỉ. Ai nói chứ, không chỉ ghét bạn, nó còn thả tim video tao nữa. Nó còn bình luận cho mày viết tao nữa nè, mày có không? Ê, sổ sách bài tập của tao lại ở đây vậy? Hay gì đi kiếm khủng khí không ra? Còn con nhỏ này, có cây bút mà cũng ăn cắp giặt nữa. Hóa ra là cho mượn theo kiểu này. Ý, cái váy nó dính. Mình có nên nói với nó không ta? Ê, mẹ trong quần hả? Ê, cái thằng này, mày có kiến thức không vậy hả? Cảm ơn nha. Sao hôm nay hai đứa này tốt với nhau dữ vậy trời? Khi tôi đi học ở trường Wistock, phòng 40. Lâm Siêu, Hạo Nhiên, mấy cậu giỏi quá. Nó kêu mà tao thấy tao ngại giùm hả trời. Cái con nhỏ trà xanh này lại ra chiêu mới rồi. Chi, mày mau đưa nước cho Lâm Siêu đi. Alo. Cậu ấy không muốn uống nước của mình đưa hả? Anna, chúng ta về lớp đi. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Tức kết tao rồi. Minh Hồ. Không cần phải like cho tao đâu. Mày đừng có giận nữa, tao đang đồ ăn vặt cho mày nè.
Ê, ngon nha, cái này mấy đứa con trai lớp mình thích lắm á. Con trai lớp mình thích à? Kia, cậu cho mình một cái đi. Cảm ơn. Hạo Nhiên à, nghe nói cậu thích ăn cái này nhất, nên mình chuẩn bị tặng cho cậu nè. Cảm ơn cậu nha. Nhìn thấy phát ghét à. Ê, thằng Hạo Nhiên của mày sắp bị cướp mắt rồi kìa. Thì mau qua bên Lâm Siêu đi, mày không chủ động thằng Lâm Siêu mới bị cướp mắt á. Anh Lâm Siêu à. Lâm Siêu à, cho mình mượn vở bài tập có được hay không? Cho em mượn vở bài tập được không? Cho cậu mượn nè. Em cảm ơn nha. Chi à, cậu ngồi xuống đây, mình dạy cho cậu. Lúc nãy mình đưa vở bài tập cho cậu ấy để đủ cậu ấy đi cho nhanh thôi. Giải thích với mình làm gì vậy? Câu này cậu không biết hả? Khi tôi đi học ở trường Whistop phòng 41, em có phim bá đạo tổng tài này hay ghê á mày. Ừ, tao cũng thích bá đạo tổng tài trong phim đó nữa. Lạnh lùng bá đạo gì đâu á. Hóa ra là cậu ấy thích bá đạo tổng tài lạnh lùng à. Đơn giản. Câu này, Lâm Siêu, em trả lời đi. Hả? Cô đơn giản như vậy mà em cũng không biết hả? Cô à, cô đừng có cố mà thử thách em. Cái gì? Cô bảo em trả lời câu hỏi. Nếu như cô cố ý chọc giận em thì cô đã thành công rồi đó. Em không trả lời đúng không? Không trả lời thì cô gọi người khác. Cô có biết là cô đang chơi với Lửa hay không? Hôm nay em... Cô đang cố thử thách giới hạn của em hả? Đáng chết! Sao em lại lo lắng cô bị thất nghiệp vậy chứ? Cô hỏi em thằng cuối nè, em có trả lời hay không? Cô nghĩ là chỉ vài ba câu mà đã thay đổi được quyết định của em hả? Được, em chờ đó đi, Minh Hồ. Lại báo tao nữa. Cuộc đời còn dài như vậy, đợi vài phút thì đã sâu chứ. Ngày mai em gọi phụ huynh tới đây gặp tôi. Cô muốn em trả lời câu hỏi đúng không? Câu nào vậy? Câu 10. Khi tôi đi học ở trường Whistop phòng 42, bá đạo tổng tài lạnh lùng cũng không được. Vì cậu ấy thích kiểu gì nhỉ? Tối đại ca nhớ ông game căng tụi nó giúp em nha. Căng thì căng chứ sợ gì tụi nó mày. Chia, yeah, mày đừng làm ồn nữa có được hay không? Mày không học thì cũng để cho người khác học chứ chứ. Tao đâu nói gì đâu. Mày vừa mới ngáp một cái đó. Tao biết rồi. Ai, cái con trà xanh chết tiệt này nhắm mắt nạt cà rốt của mình. Lúc thì điếc, lúc thì tai thính như chó. Anna, mày có ý gì hả? Tao đâu có ý gì đâu. Tao chỉ thắc mắc tại sao mày chỉ nghe tiếng ngôn chi mà con trai lớp mình nói chuyện lớn như thế mà mày không nghe thấy. Xin lỗi nha trà, tụi mày nói chuyện làm ảnh hưởng đến cậu hả? Không sao đâu à, em sẽ không cảm thấy bị làm phiền đâu. Ồ, lật mặt nhanh như bánh tráng. Lâm Siêu, ra chơi rồi, ra ngồi chơi đi. Tao không đi đâu, tụi mày đi đi. Làm tao giật cái mình à. Cha cha, sao mày không có ý tứ gì trơn vậy? Mày thả bom lớn như vậy, sao mà tụi tao học được? Sáng nay cậu ăn bún đậu mắm tôm hả trà trà? Không phải em thả bom mà, không phải em thả bom mà. Các anh hiểu lầm rồi. Không phải. Khi tôi đi học ở trường Whistop phòng 43. Ê chi, thằng Hạo Nhiên rủ tao ngày mai đi chơi á. Mai là năm hay không, là lễ tình nhân mà. Chắc là nó có ý với mày rồi. Chắc không có gì đâu. Chi à, ngày mai đi công viên chơi với mình nha. À? Ê Lâm Siêu, tụi bay cũng ở đây hả? Hẹn gì lúc nãy tới nhà tìm mày mà không thấy. Ờ, à, trùng hợp chịu bay. Hay, mọi người tập trung đông đủ quá ha. Đi chơi riêng với gái, hẹn gì đủ không được. Cái thằng chết tiệt này. Anna, ở đây. Hay, sao đông dữ vậy trời? Mà tụi mình chơi gì trong cái công viên này vậy? Tất nhiên là chơi nhà ma rồi. À, tao nhớ ra là lúc nãy ở ngoài cổng có bán mấy cái đồ lưu niệm á. Tao thích nó lắm, giờ tao ra mua đây. Vậy tụi tao đợi mày mua xong rồi chơi cũng được. À, không cần đâu, mấy cái thứ con nít chơi này không hợp với tao đâu. À, tao cũng muốn đi mua một cái giống nó. Đúng là mấy đứa nhát gan. Hey, lễ tình nhân năm hay không, mua hai sợi mới được giảm giá. Còn dư sợi để làm gì trời? Ê, mày tính đi đâu vậy? Hay đại ca, em đi tìm anh đó. À, ý em là em tới đây tìm anh mua đồ lưu niệm. Mày thích cái này đúng không? Tặng mày nè. Cảm ơn đại ca. Hôm nay là năm hay không, lại tặng mình cái ngọc bội màu đỏ này. Có ý với mình hả trời? Không có được đâu. Hôm nay thằng này nó bị gì vậy trời? Mấy con ma trong này hài gần chết à, chả sợ gì trơn á. Ừ, đúng đó. Chi à, mình có này tặng cậu nè. Cảm ơn cậu nha. Nghe nói con gái đều thích người có học thức. Đây là thường long phú, dài năm mấy do mình tự tay chép ra. Lãng mạn ở chỗ, biểu đạt tình yêu chân thành, chậm chậm mà tới. Bên trong hơn 4.000 chữ, đều là chữ Hán hiếm gặp. Chắc là cô ấy sẽ thấy mình tài giỏi quá đây mà. Nó có ý gì vậy trời? Tao biết mình đọc không hiểu rồi. Nó tặng cái này cho mình để chửi mình ngu. Cần phải đi học thêm mà trời. Tâm ý của cậu mình đã hiểu rồi. Khi tôi đi học ở trường Whistop phòng 44. Lâm Siêu à, cho mình mượn vở bài tập toán với. Cảm ơn cậu nha. Hạo Nhiên à, cho mình mượn vở bài tập tiếng Anh với. Cảm ơn cậu nha. Ủa, mày chưa làm nhiều bài tập như vậy luôn hả? Tao làm xong từ sớm rồi, chỉ là muốn soi đáp án thôi. Ồ. Á trời ơi, đáp án của thằng Lâm Siêu giúp hạt tao luôn nè. Trời ơi, đáp án của thằng Hạo Nhiên
Nhiên lại khác với tao hoàn toàn luôn. Chắc là muốn thu hút sự chú ý của tao đây mà. Không ngờ tụi nó chỉ vì muốn giành lấy trái tim của tao mà bỏ đi nhiều công sức như vậy. Ôi trời ơi, đáp án của tao cũng y chang tụi nó làm dễ tụi bay. Thằng Lâm Siêu nó học dở nhất lớp, nó làm đúng hết là đúng rồi. Còn thằng Hậu Nhiên nó đổ sổ mà, nó làm sai hết là đúng rồi. Thật là khó hiểu quá đi mà. Thôi, mình làm bài tập thôi. Sao câu này khó dữ vậy trời? Mi Ho à, câu này làm sao vậy? Câu này... mình cũng không biết nữa. Câu đó cậu biết làm hả? Cậu có thể hỏi mình nè. À, câu này làm sao vậy? Bạn yêu tôi yêu bạn thì Adam play trà xanh. Cái gì vậy trời? Nghe mà tao rùng mình luôn á. Bạn yêu tôi yêu bạn thì Adam play trà xanh. Trà trà à? Trà trà à? Cậu hát lớn tiếng quá rồi đó. Hả? Không phải tụi nó đang hiểu lầm tao, là tao đang hát tình ca cho tụi nó nghe chứ. Lát nữa tụi nó tranh tao, rồi tụi nó quýnh nhau thì sao? Tao không biết chỗ ai hết đó nha. Bị nhiều người thích như vậy, áp lực quá đi hả? Chị à, cảm ơn mày nha. Não con nhỏ này có bình thường không trời? Là nó không bình thường hay là mình không bình thường đây ta? Thôi mà kệ nó đi. Bạn yêu tôi yêu bạn thì sao không nói ra đi bạn ơi? Đáng ghét. Vì sao anh nhớ em thế này? Bạn yêu tôi yêu bạn thì sao không nói ra đi bạn ơi? Bạn yêu tôi yêu bạn thì sao không nói ra đi bạn ơi? Con nhỏ trà xanh này, ồ như vậy thì làm sao mà tao giải bài cho crush của tao được? Hết giờ chưa trời, ngồi đây lát nữa chắc tao siêu cây đồng luôn á. Khi tôi đi học ở trường Wistock phòng 45, các bạn nam lớp mình mau đi tập trung dựng lều đi. Dạ cô. Mấy anh chắc giả rồi, để em quạt cho mấy anh nha. Tự nhiên nó quạt mà tao thấy ấn lạnh luôn mày, mấy lòng neo chắc luôn. Được rồi, tao không cần đâu. Thấy phát kiếp à, cuối cùng buổi trại hè mà mình mong chờ đã tới rồi. Hai tụi bay, tôi mới ký xong cái hợp đồng cả tỷ bạc nên tới trễ. Lâm Siêu, cậu tới rồi hả? Đây là sữa chú và bút của cậu nè. Cảm ơn cậu nha. Chắc là có ý với mình đi mà. Lâm Siêu, mày qua đây phụ tôi dựng cái lều đi. Ừ. Cái sữa chú này ngon ghê á. Ai, chết tiệt. Sao mày dám uống sữa chú của tao hết thằng kia? Sờ, không những nó, tôi cũng có phần nè. Do trại hè nên cô trích quỹ lớp rồi mua cho cả lớp đó. Vậy tôi cầm cái bút đi làm bài tập đây. Đại gia mà mặc quần xà lỏng là tao nghi rồi. Đi cắm trại mà cũng làm bài tập, đúng là không bình thường mà. Khi tôi đi học ở trường Wistock phòng 46. Ừ, bút đỏ của mình đâu rồi? Làm sao mà sửa bài đây trời? Ê Chi, mày xài bút đỏ của tôi đi. Vậy mày dùng cái gì? Không sao, lát nữa tao viết. Cảm ơn mày nha Trà Trà. Chắc anh ấy sẽ nghĩ mình phóng khoáng lắm đây. Anh Lâm Siêu à, em có bút đỏ, anh có thể cho em mượn bút đỏ của anh được không? Chi, cho mình lấy liều bút đỏ của Trà Trà nha. Nè, của mày nè, mày đừng có cho người khác mượn nữa. Được rồi, cảm ơn anh. Anh ấy còn giúp mình lấy lại nữa, quan tâm mình quá đi mất. Sau này không có thì dùng của mình đi, mình đều sửa bài hết rồi. Cảm ơn nha. Anh Hậu Nhiên à, anh đang xem cái phim gì vậy? Chúng ta có thể xem cùng nhau không? Ừ, được. Á, sợ quá đi. Hả? Phim tình cảm mà mày sợ cái gì vậy? Tại chính trong đó hung dữ quá đi. Giờ chết em rồi. Tao còn sợ mày hơn nó nữa. Thì phức ghét à. Ê, Hậu Nhiên à, cái bài này tao không biết. Mày giải giùm tao đi. Tới tao giải hả? Thật không vậy? Chả lẽ dạo này mình học giỏi liền rồi. Ờ, được rồi, để tao xem. Để em giải cho nè. Không biết có biết làm không mà dành làm hen. Để tao, mấy việc nhỏ nhặt này tao làm là được rồi. Cơ hội để mình thể hiện đây rồi. Ít trời ơi, còn cho mình làm mấy việc nhỏ này luôn. Sợ mình mệt đi mà. Ừ, được rồi, vậy để em ngồi đây xem anh giải. Cái bài gì mà khó dữ vậy trời? Biết vậy lúc nãy nó giành giải để cho nó giải luôn cho rồi. Hai đứa này nó nhìn chăm chăm vào mình. Chả lẽ bây giờ mình nói mình không biết? Nhục quá trời luôn. Ôi da, tự nhiên tao buồn quá. Ê Trà Trà, mày giải giúp nó đi. Tao đi vệ sinh cái đã. Ừ, anh đi đi. Để mình giải cho cậu nha. Ai mà cần mày giải chứ. Chứ, tự giải đi mày. Khi tôi đi học ở trường Wistock phòng 47. Vừa giàu vừa đẹp trai như mình mà gái nó không theo, kỳ ghê á. Nhưng mà trai nó theo. Hơ, ai cái thằng chán thiệt này, mẹ đâu chưa ra vậy? Ê, mà mày có cách nào giúp tao theo đuổi con Chi không? Theo thông tin mật báo thì con Chi nó rất thích chơi game này. Chỉ cần mày chơi giỏi là em nói theo riêng. Sơ, giàu như tao thì game nào mà làm khó được. Nạp game vài ba tỷ thì ai mà đấu lại tao. Ai, sao mà thua hoài vậy trời? Thôi, để tao dạy mày chơi, chứ chơi kiểu này đến bao giờ mới coi được. Tự nhiên thấy thằng này cũng có điểm tốt kia bay. Nè, thắng đâu nè. Mình mà là con gái chứ mình cũng mê nó rồi ý nhỉ. Nhìn mày hấp dẫn ghê á. Hả? Ý tao là nhìn mày chơi game hấp dẫn ghê á. Hiểu cách chơi rồi thì mau đi cua con Chi đi.
cái bà vú này đã bảo đoàn gánh nấu sữa đàn anh cho mình uống rồi mà. Tự nhiên thì cũng thích mày à. Ha. Ý tao là tự nhiên thì cũng thích chơi game này. Khi tôi đi học ở trường Wistow phòng 48. Ê da, quay này ấm mưa rồi. Thấy phát kiếp à. Ý trời ơi, trời mưa tông lạnh mà tao nghe con Trà nói thật ấm lạnh luôn á. Sao ai cho tao mực áo ấm người ta. Trà, hay là mày dùng của tao đi, tao đi với con Anna ra ngồi. Có ai biểu mày cho tao mượn đâu, lại phá hẳn cái hết của tao rồi. Cảm ơn. Không nha vậy chứ. Cơ hội của mình tới rồi. Ê, Trà, còn dùng ô của mình nè. Anh Lâm Siêu à, vậy anh phải làm như thế nào? Không sao, bạn bè với nhau nên giúp đỡ lẫn nhau. Với lại tao sẽ không để con gái bị mưa ướt đâu. Tức là cái ý với mình mà ngại đi mà. Cảm ơn anh Lâm Siêu nha. Yeah, đây là áo mưa của mày trả lại mày nè. Mày đừng có lo cho tao, anh Lâm Siêu sẽ không có để tao bị ướt đâu. Chi à, mình đang có áo mưa, cậu chơi giúp mình đi ra tới cổng nha. Không. Bạn bè đang giúp đỡ lẫn nhau mà. Lâm Siêu à, để tao đưa mày về nha. Tao với mày chơi trong cái áo mưa về nè. À, cái thằng chết tiệt này. Cảm ơn ý tốt mày nha Hồn Nhiên. Tao chỉ sợ làm phiền mày thôi. Không phải mày nói bạn bè đang giúp đỡ lẫn nhau sao? Nhưng mà chỉ cần đi ra một đoạn thôi mà, đúng không Chi? Thôi, mày đừng có từ chối ý tốt của tao nữa mà. Nè, em sát vào đây, nhanh lên. Sát vô coi, ướt hết cái người ta rồi. Ấy vô người ta làm gì, xéo qua kia đi. Ê mày, nhìn tụi nó cũng đẹp đôi ghê ha. Ừ, nhìn cũng đẹp đôi đó. Khi tôi đi học ở trường Wistock phòng 49. Đại ca, Lâm Siêu bị bắt cóc rồi. Tan học, đại ca đi ba tìm nó với em đi. Cái gì, dám động đến người của tao, chán sống rồi hả? Đại ca mày dù gì cũng là thủ lĩnh mafia đó. Tao kéo thêm mấy thằng đệ, trang bị thêm vũ khí hạng nặng, cho với tụi nó đến cùng luôn. Mình mới vừa nghe cái gì vậy trời? Mình biết nó trước đây làm đại ca ở trường cũ, nhưng không ngờ nó lại là đại ca xã hội đen luôn. Nếu như nó biết mình biết nó là mafia, nó cứ chụp đầu mình lại diệt khẩu không trời. Gì mà xui dữ vậy trời? Anna, mày sao vậy? Tụi bay nói gì tao không nghe gì trơn á. À, tao ra ngoài đi mua đồ ăn đây. Đứng lại. Đại ca, anh đừng. Mua cho tao chai nước. À? Dạ được đại ca. Kỳ lạ. Đại ca, nước của anh nè. Cảm ơn mày nha. Không cần cảm ơn đâu đại ca, là vì em đang làm mà. Anna, mày bị sao vậy? Tao mới phát hiện ra một bí mật thằng Hạo Nhiên là thủ lĩnh mafia đó, còn có mang súng lên trường nữa. Tụi nó đang chơi game mafia đó, mày không biết hả? Cái thằng chó kìa, làm sao mà kêu nó đi mua nước nữa? Là tao đánh dậy giờ nha mày. Dạ em biết rồi chị đại. Khi tôi đi học ở trường Wistock phòng 50, lớp trưởng, em tới văn phòng lấy sách cho các bạn giúp cô đi. Dạ cô. Cô ơi, hình như bạn Trà cũng muốn đi khiêng sách hộ kìa cô. Trà, em cũng đi phụ một tay đi. À, sáng hôm nay chị ăn gì thì nhớ nhức đầu quá vậy à. Cô ơi, để em phụ cho. Cô ơi, để em phụ cho, em ăn cái kẹo vô là đường huyết nó tăng liền á. Mày chết tôi rồi, tự nhiên rước họa vào thằng. Chị à, mày cầm giúp tôi một ít đi. Ừ, ít thôi. Ít trời ơi, ít dữ à. Lại bắt nạt crush của mình. Ê Chi à, dây giày của cậu tụt rồi, cậu cầm giúp mình đi, mình buộc cho cậu. Xong rồi, đưa lại cho mình đi. Ôi chưa cho, giày của em cũng bị tụt lúc ra ngoài luôn rồi nè. Đi nhanh lên, mau vào lớp rồi. Ít dữ quá. Anh Lâm Siêu à. Cậu đang nằm dưới đất đó luôn rồi mà, cũng tiện mang giày đó. Nhanh lên Chi, mau vào lớp rồi. Ừ. Ủa, ai để bánh kẹo trên bàn tao vậy? Vậy mà cũng đoán nữa, chắc chắn là thằng Lâm. Ê cái thằng kia. Anh Lâm Siêu à, người ta cũng bị tụt đường hết, người ta cũng muốn ăn kẹo quá đi à. Ý trời ơi, đứa nào mới mở miệng ra mà mùi bún đậu muốn tôm sọc lên ngồng nẹt à. Em mình đừng có vô khấm tao nghe mày. Sao anh thấy mày ngồi quán đồ của tôi mà Trà? Ý, tự nhiên nhớ ra rồi, tự nhiên nó khỏe lên liền hả? Khi học sinh lớp tôi là bá đạo tổng tài. Xíu chút nữa là trễ học rồi. Còn ngủ gì trễ à? Mình chờ sẽ biết. Minh Hồ. Hả? Tặng mày một cái máy bay, sau này mày đưa rước Chi đi học. Chi à, cậu chưa ăn cơm có đúng không? Chưa có ăn kịp, với lại thẻ của tao cũng hết tiền rồi. Minh Hồ, có. Nộp tiền phun thẻ cho anh Chi đi. Hả? Hơi, buồn ngủ quá. Chi, cậu mau đi rửa mặt đi, mà nước ngồi đó bây giờ hơi lạnh. Minh Hồ, hơ, trời Thái Bình Dương tới trường cho tao, nhiệt độ nước biển 38 độ. Hôm nay thời tiết âm u ghê á, trời âm u như vậy mát mà. Nhưng mà tao không thích trời âm u, nhìn nó buồn gì đâu á. Minh Hồ, cái gì, đủ mấy đám mây đi, cây mặt trời đã làm việc đi. Ê trời mưa rồi kìa, và lát nữa tao làm sao mà về được nhà đi trời. Minh Hồ, điều chỉnh lượng mưa nhỏ một chút. Trời,
ai nhả đóng thiệt xu dưới chân tao vậy trời. Kìa, mày đừng có lên tiếng thì có được hay không? Minh Hồ, cày nó ra, ăn thấy.